Mến chào cô chú bác anh chị em gần xa đã trở lại kênh Cây Kiển Bông Trang Dân Úc kính mến. Hôm nay Dân Úc chia sẻ và giao lưu cùng với cô bác anh chị em gần xa một loại giống trang hồng phấn tím, trang đột biến, trang giống mới nghe cô bác anh chị em. Đây là lá của cây hồng phấn tím. Búp bông đang nở tỏa sáng một màu hồng phấn tím rất là đẹp. Đây là Dân Úc quay cận kề mặt qua cho cô bác anh chị em xem hồng phấn tím. Và Dân Úc gieo trồng được một số giống tầm mười mấy hai chục cây, cây cao một tấc sáu tấc bảy và đến hai tấc và trên hai tấc. Cô bác anh chị em xem nha, trên một gang và một gang. Đây là hoa của cây, mặt bông và lá một màu hồng phấn tím rất là đẹp. Cô bác anh chị em yêu thích thì giao lưu giống trang mới này nha. Hồng phấn tím, trang đột biến, trang giống mới. Màu hoa tỏa sáng rất là đẹp. Cô bác anh chị em yêu thích thì giao lưu với Dân Úc qua số điện thoại là 034-988-1409. Số đó là số Zalo của Dân Úc đăng trên màn hình. Số lượng cây thì tầm 15-20 cây trở lại. Chi tiết chiều cao của cây giống là 1 tấc 7 và 2 tấc trên 2 tấc. Và đến đây thì Dân Úc cũng kết thúc video. Ngày mới Dân Úc kính chúc toàn thể cô bác anh chị em đang xem kênh Cây Kiển Bông Trang Dân Úc được nhiều hạnh phúc, sức khỏe và lời chúc tốt đẹp nhất. Cô chú bác anh chị em xem kênh, yêu mến kênh, cho Dân Úc một đăng ký và một like, một chia sẻ, đặng Dân Úc có động lực siêu tầm những loại bông trang giống mới, giống đột biến, giống độc lạ đăng lên Tubi cho cô bác anh chị em xem nha. Mến chào cô bác anh chị em và hẹn cô chú bác anh chị em clip video tiếp theo.